Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày đầu tư ngày thứ hai tại Hoa Kỳ, ngày 12 tây tháng 4 Và đây là cái video thứ nhì. Thì những bạn nào mà chưa xem cũng nên xem cái video Thuận đã đăng à, cách đây không lâu Liên quan đến những cái tài liệu trên Classno mà các bạn cần phải chú ý đến Thì bây giờ chúng ta hãy nhìn vào những cái tài liệu trên Crypto Khoan đi Chúng ta sẽ nhìn vào những tài liệu gì? Chúng ta sẽ nhìn vào những tài liệu trước hết ta nhìn vào cái tài liệu là có bao nhiêu Bitcoin nạp vào So với lại bao nhiêu Bitcoin rút ra Tại vì đương nhiên chúng ta thấy được là càng nhiều Bitcoin nạp vào càng ít Bitcoin rút ra thì sẽ dẫn đến là nguy cơ là giá sẽ đi xuống tại vì nhiều Bitcoin được nạp lên trên sàn và ngược lại nếu như mà nhiều Bitcoin rút ra hơn là nạp vào thì sẽ dẫn đến là giá có thể tăng lên tại vì Bitcoin càng càng ít đi thì chúng ta nhìn vào cái tài liệu này nhưng mà nhìn vào biểu đồ của nến giờ đi thì để thường cho các bạn thấy được trong thời gian gần đây tình hình như thế nào thì chúng ta nhìn vào trong thời gian là hai ba ngày qua đây thì không có nhiều động tĩnh các bạn thấy được là có một số lần mà chúng ta thấy được là có cái số lượng bitcoin giống như chúng ta nhìn vào tài liệu này ngày 10 tây hay là các bạn thấy được là thực ra ngày 12 tây đó thì cái số lượng nạp vào, vào rút ra đó chúng ta nhìn vào cái nến ngày đi thì các bạn thấy được là cái ngày gần đây nhất mà có nhiều bitcoin rời khỏi sàn hơn là nạp vào đó chính là ngày năm tây và các bạn thấy được là cái ngày thứ nhì gần đây mà có nhiều bitcoin được rút ra hơn là nạp vào đó chính là ngày 10 tây có nghĩa là chúng ta thấy được là cách đây chỉ có hai ngày thôi ngày 10 tây có nghĩa là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là trong thời gian gần đây đó chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin trên căn bản nạp vào thì ít nhưng mà rút ra thì nhiều và chúng ta thấy rất rõ ràng khi mà chúng ta nhìn vào những cái tài liệu như là còn bao nhiêu Bitcoin trên sàn thì các bạn thấy được rất rõ ràng là để refresh channel lại các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin trên sàn như là như bạn đã biết là càng ngày càng ít đi có nghĩa là càng ngày càng nhiều Bitcoin được rút ra khỏi sàn như là các bạn nhìn thấy cái đường màu đỏ trên màn hình cho đến thời điểm bây giờ các bạn thấy được là chúng ta đầu tháng tư cho đến bây giờ vẫn thấy là cái tốc độ mà được rút ra rất là nhiều so với nạp vào cho nên các bạn thấy được là Bitcoin càng ngày càng ít đi trên sàn đương nhiên đây là một điều rất là tốt tại vì các bạn cần phải hiểu được là càng ngày càng ít đi thì giá cả sẽ phản ứng như thế nào giá cả sẽ tăng lên như bạn sẽ nói là tại sao mà chúng ta thấy cái hiện tượng này đã xảy ra trong thời gian là hơn một tháng qua nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy giá cà phê ứng mạnh thì các bạn cần phải hiểu lúc nào cũng sẽ có cái sự chi hoãn giữa cái đường màu đỏ này đi xuống và cái đường giá màu đen này tăng lên như là các bạn thấy được là cái số lượng bitcoin rời khỏi sàn đó đã, đã bắt đầu là từ tháng 4 của năm ngoái mãi cho đến tháng 10 thì lúc đó giá cả mới có cái sự tăng trưởng. Lúc nào cũng sẽ có chuyện gì hoãn thường đã chia sẻ với các bạn. Ngay cả khi chúng ta nói tới những cái tài liệu như là Bitcoin Hai bình mở 4 năm thì Hai bình xong 6 8 tháng sau thì các bạn thì 6 8 tháng sau thì giá cả mới có cái sự phản ứng mạnh. Lúc đó thì những cái sự kiện xảy ra mới được phản ảnh qua giá cả cho nên các bạn thì rồi, nếu như cứ tiếp tục thì càng ngày cái số lượng người trên sàn sẽ càng ít đi thường không nghĩ là nhiều người nhận nghe được điều này cho đến khi đã quá muộn rồi chúng ta bây giờ nhìn vào những tài liệu khác nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đứa thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những bài nào mà chưa có theo dõi thuần capital như mạng xã hội các bạn hãy theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Telegram channel, Facebook và Twitter để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Hay nếu mà nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuần Capital của các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia đăng ký sàn Binance thông qua link của thuần Capital hay là các bạn có thể À, nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn margin bybit hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn alindex cũng như là sàn lmt sàn let me trade đây là một cái sàn margin của hỗ trợ copy trade hay là sàn ftx sàn binance us đây là một cái sự lựa chọn cho những người sống ở Hoa Kỳ cũng như là sàn Coinbase hay là dùng BlockFi, ứng dụng Lightning có lãi mà chúng ta cũng thường hay nói tới Nhưng bây giờ có bonus lên tới 250 đô khi mà các bạn tham gia BlockFi thông minh của thùng Capital Và cuối cùng là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ crypto coin mà chúng ta sẽ nói tới trong cái video này Trong cái thời gian mà chỉ cuối tuần qua thôi các bạn thấy đợi chúng ta thấy là ngày hôm thứ bảy đó có rất là nhiều Bitcoin rời khỏi sàn Thực ra mà nói trong tháng 4 này thôi đi thường cho các bạn thấy là đường zoom vào Để chúng ta thấy được là trong tháng 4 này thôi thì đã có ba cái đợt ba đợt này đó là chúng ta thấy được có cái số lượng lớn Bitcoin được rút ra khỏi sàn nào Đó chính là sàn Coinbase Pro Và sàn Coinbase Pro có gì đặc biệt như bạn có biết đây là cái sàn mà nhiều tổ chức đầu tư dùng để mà thu mua Bitcoin nhất Như là chúng ta thấy được là công ty Tesla, công ty Michael Strategy hay là công ty Mewtwo Cũng sử dụng Coinbase Pro khi mà họ thu mua Bitcoin Cho nên mỗi lần mà có số lượng nữa Bitcoin ra khỏi sàn thì nhiều người rất là quan tâm Tại vì đây là dấu hiệu là có công ty lớn thu Bitcoin sau đó rút ra khỏi sàn Tại sao lại rút ra khỏi sàn? Tại vì họ muốn lưu trữ lâu dài và họ không có để lên sàn nếu mà họ lưu trữ lâu dài có nghĩa là họ không có ý định là mua để trên sàn để mà khi có lời rồi bán và mỗi lần mà rút ra các bạn thấy có một điểm đặc biệt đó là chúng ta thấy mỗi lần mà cái thanh màu đỏ này tăng lên đó, thì cái con số là gần như giống nhau có nghĩa là 12.000 Bitcoin như là các bạn thấy được là trong tháng tư này thôi là ngày 1 tháng 4 đã có 12,1.000 Bitcoin rời khỏi sàn với cái mức giá nào đây chính là mức giá 58.700 kế tiếp nữa là các bạn thấy được là cái lần thứ nhì chúng ta thấy cái đường màu đỏ này tăng mạnh đó chính là ngày 6 tháng 4 thì các bạn thấy được là có 12,2 ngàn bitcoin rồi khỏi sàn ở mức là 57.900 và cái lần cuối cùng gần đây nhất đó chính là ngày thứ bảy mới đây ngày 10 tây thì các bạn thấy được là có 12,6 ngàn bitcoin rồi khỏi sàn ở mức là 60.500 thì có nghĩa là những cái mức này các bạn thấy được là cái mức là 57 57,58 và 60.000 vẫn là những cái mức mà nhiều người tin tưởng là được hỗ trợ bởi nhiều tổ chức đầu tư ở thời điểm bây giờ tình hình on chain các bạn thấy được là nó tới đây thì rất là tốt các bạn thấy được là tiếp tục thấy bitcoin được đưa ra khỏi sàn và có dấu hiệu là nhiều người nhiều tổ chức đầu tư thu mua và lưu trữ không những như vậy mà các bạn thấy được chúng ta đang nhìn vào tài liệu liên quan tới uh, blockfi các bạn cũng biết BlockFi là một cái dịch vụ mà các bạn có thể gửi tiền kỹ thuật số để mà các bạn nhận lại hàng tháng thường đã có nhiều cái video chia sẻ về BlockFi. nhưng mà nào mà chưa xem đó thì có thể lên channel của Thuận Capital và các bạn có thể để chữ BlockFi à, để tìm kiếm những cái video thường làm liên quan tới BlockFi các bạn gửi lời bao nhiêu vân vân hoạt động như thế nào. Thì chúng ta bây giờ hãy trở lại và nhìn vào tài liệu này được chia sẻ bởi Crypto Khoan. Thì gần đây chúng ta thấy được để thường zoom vào các bạn thấy rõ ràng hơn là gần đây từ có thể nói là từ hồi mà cuối tháng 3 cho tới bây giờ đó thì có nhiều đợt chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin được nạp vào trong BlockFi để mà lấy lời rất là nhiều. Chúng ta thấy được là ngày 1 tây tháng 4 thì chúng ta có tổng cộng là 0 BTC Bitcoin được nạp vào trong ví của BlockFi Và các bạn thấy được là ngày 4 tây tháng 4 Thì có tổng cộng là 3.600 Bitcoin nạp vào Và gần đây nhất các bạn thấy được là ngày 11 tây Nhưng ngày hôm qua đã có 971 Bitcoin được nạp vào trong BlockFi Thì BlockFi cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng sau này Tại vì các bạn thấy được là trong cái thời điểm này đó chúng ta lưu trữ Bitcoin đó Thì nhiều người những người nào mà muốn lưu trữ Bitcoin lâu dài đó thì họ có thể là kiếm được lợi nhuận khi mà gửi với những công ty như là BlockFi cho nên sẽ khiến cho nhiều người sẽ có cái tâm lý là ho đồ lâu dài hơn tại vì họ có thể kiếm được lợi nhuận khi mà lưu trữ Bitcoin mà không cần phải bán và đây cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng tại vì những dịch vụ như là BlockFi đó nhiều người có thể là họ cần tiền bây giờ giả sử như là các bạn cần tiền đi các bạn cảm thấy được bây giờ bán Bitcoin quá uổng tại vì giá Bitcoin có thể là tăng trưởng trong tương lai gần đây cho nên các bạn không muốn bán nhưng mà lại cần tiền thì các bạn phải làm sao các bạn có thể đặt nạp Bitcoin lên trên BlockFi sau đó dùng Bitcoin đó để làm thế chấp để các bạn có thể mượn một số tiền ra thì các bạn chỉ cần là trả lãi và lời trên số tiền các bạn mượn khi mà Bitcoin tăng giá thì các bạn vẫn còn Bitcoin đó khi các bạn trả hết lãi và lời thì các bạn vẫn lấy được cái số Bitcoin mà các bạn dùng để làm thế chấp bởi đương nhiên nhưng cho cái giá tiền trên thị trường hiện tại cho nên các bạn thấy được BlockFi là một trong những cái yếu tố cũng rất quan trọng Nếu như mà những dịch vụ như là BlockFi hay là ngoại trừ BlockFi ra thì các bạn thấy được chúng ta Có một số những dịch vụ khác như là Nexo, Celsius vân vân. Có rất nhiều những dịch vụ tương tự nhưng mà thuận thì bây giờ thì chỉ tìm hiểu về sử dụng BlockFi mà thôi Nhưng mà càng nhiều dịch vụ như thế này thì sẽ càng có nhiều người lưu trữ Bitcoin lâu dài hơn Tôi nghĩ là tại vì họ có một cái nơi nào đó để có thể nhận được lợi nhuận Chứ không chỉ đơn giản là ho đồ trong ví Đương nhiên các bạn tự lưu trong ví thì có cái nguy hiểm và có cái lợi riêng của lưu trữ nhân viên cá nhân các bạn đưa cho những cái công ty như là BlockFi thì các bạn phải tin tưởng những công ty này đây là điều mà thuận đã chia sẻ trong những cái video trước đây chúng ta bây giờ nhìn vào một trong tài liệu khác nữa cũng rất là bullish đó chính là tài liệu liên quan đến những cái thợ đào các bạn thấy được chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này đi đây là cái biểu đồ của những đường màu đỏ này đó chính là tốc độ đào trên mạng lưới của Bitcoin thì các bạn thấy rất rõ ràng là tốc độ đào ngày thì lại càng tăng lên và chúng ta nhìn vào cái biểu đồ kế tiếp cái đường mà màu đỏ này đó các bạn thấy cứ tăng lên dần dần đây chính là độ khó đào thì độ khó đào sẽ đi cùng xu hướng với tốc độ đào mỗi khoảng chừng là hai tuần tính theo lốc nhưng mà chúng ta hiểu cái đơn giản là mỗi hai tuần thì độ khó đào sẽ điều chỉnh lên hay là xuống tùy theo là tốc độ đào trên mạng lưới của Bitcoin đó là lý do tại sao mà Bitcoin cho dù có nhiều máy đào hơn các bạn thấy được là trung bình vẫn là 10 phút cho một lóc tại vì độ khó đào sẽ điều chỉnh tùy theo là mạng lưới có bao nhiêu tốc độ đào các bạn thấy được là càng ngày càng khói đào hơn nhưng mà các bạn thấy là chúng ta không thấy động tĩnh của những thời đào có thể nói là chúng ta cũng đã biết là từ đầu tháng 3 cho đến thời điểm bây giờ có nghĩa là một tháng qua hơn một tháng qua chúng ta thấy là bên dưới này không có bất cứ đồng tỉnh nào của thời đào hết thường là các bạn thấy được là chúng ta rất thường xuyên thấy thời đào bán và mỗi lần mà chỉ số này trên con số 2 là thời đào đang bán rất nhiều nhưng mà gần đây các bạn thấy được thời đào hầu như không có động tỉnh thì có thể là lúc mà thời đào bắt đầu không bán nhiều người nghĩ là họ đã hết bịch khôi để bán nhưng mà các bạn thấy được hơn một tháng qua thì những bịch còn họ đào đang ở đâu thì chỉ có một giả thuyết thường nghĩ đến đó chính là họ tiếp tục ho đồ như khôi này tại vì họ nghĩ là giá của bitcoin sẽ tăng trưởng trong thời gian tới đây cho nên bất cứ giá nào họ cũng tiếp tục giữ mà không bán đó là lý do tại sao mà chúng ta không thấy những cái động tĩnh đến từ những thời đào kế tiếp thì chúng ta nhìn vào tài liệu của Coinbase Premium đi Đây là tài liệu so sánh cái giá Bitcoin trên sàn Coinbase Và trên sàn Binance Thì thường zoom vào các bạn thấy rõ hơn Thì các bạn đã thấy được là trong thời gian gần đây đi Thì không có nhiều dẫn chứng là có nhiều người thu mua Bitcoin trên Coinbase Pro Tuy là chúng ta thấy được là có nhiều đợt số lượng lớn Bitcoin rời khỏi sàn nhưng mà dẫn chứng là có nhiều người thu mua bitcoin trên sàn combi pro đó thì chúng ta không thấy dẫn chứng này thì bây giờ thật ra mà nói là cái giá trên sàn binance bây giờ là mắc hơn trên sàn combi và nhiều người đầu tư riêng lẻ sử dụng sàn binance hơn có nghĩa là chúng ta thấy được là cái lực mua bây giờ dựa theo tài liệu này đó lực mua là đến phần lớn từ những nhà đầu tư riêng lẻ chúng ta nhìn vào những tài liệu khác như là cái số lượng bitcoin nạp lên sàn đi thì có bao nhiêu giao dịch liên quan tới đẩy bitcoin lên sàn thì kèm nói là không có gì nổi bật trong thời gian là một tuần qua ngay cả cái số lượng đồng ổn định nạp lên sàn thì cũng không có gì nổi bật từ đầu tháng cho tới bây giờ cho nên hai từ đường này chúng ta cũng không thấy có nhiều điều nổi bật các bạn thấy đều là những cái thanh màu đỏ này thì hầu như là bằng nhau không có gì nổi bật từ đầu tháng cho tới bây giờ đây là những cái tài liệu liên quan tới on chain Crypto Và đây là những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong cái video này Thuận sẽ làm thêm một cái video thứ ba Để mà chia sẻ một số những cái thông tin nổi bật liên quan đến đồng Ethereum, đồng Binance, đồng Tether Một số những cái thông tin khác tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Bitcoin Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn